Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh youtube Điện Máy Ngọc Mai Hôm nay bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai sẽ giới thiệu cho các bác về cái dòng sản phẩm đầu lọc vào của máy rửa sách tay các bác nhé Đầu lọc đồng, bền bỉ vững chắc, thay thế cho cái đầu lọc nhựa Thường thường khi các bác mua máy rửa sách tay mini như thế này về thì thường thường những cái đầu lọc đầu vào của nó sẽ là theo một cái đầu lọc nhựa như thế này Phía bên trong này nó cũng có lọc thế nhưng mà cái lọc nhựa này thì cái thiết kế của nó rất chi là dài và cái chất nhựa của nó là giòn các bác nhá. Các bác sử dụng nó một thời gian ngắn là nó rất chi là dễ hỏng hóc thay và phải thay thế vì nó cái chất nhựa của nó là chất nhựa giòn. Đây, cái này là cái lọc nhựa đây. Lọc nhựa thì khi về là các bác lắp như thế này và các bác nối uh, cái dây hút đầu vào vào đây đây là cái kết nối giữa máy với cái dây hút đầu vào các bác nhá, nó thiết kế rất chi là dài này và cái chất nhựa này giòn là nó dễ gãy các bác chỉ cần va chạm nhẹ vào đây thôi là nó đã gãy rồi nên là các bác nhanh phải thay thế. nếu mà bác nào mà muốn bền thật sự thì các bác sử dụng cái loại chất liệu bằng đồng này cho em, phía bên trong nó cũng có cái lọc rác đầu vào như thế này, nó cũng y như cái lọc nhựa nhưng mà cái chất liệu của nó là ok hơn cái lọc nhựa rất chi là nhiều các bác nhá. Các bác nhìn đã thấy cái sự khác biệt không ạ? Một chất liệu là một bên là nhựa, một bên là đồng và cái cái cái, kích thước của nó ấy ngắn hơn bằng một lửa luôn. Nếu như mà cái lọc bằng đồng này thì nó ngắn hơn so với cái lọc nhựa này là bằng một lửa các bác Rất chi là gọn gàng. Các bác lắp vào đây. Đây. Lắp vào rất chi là dễ dàng. Đấy. Nhỏ gọn hơn đến một lửa diện tích. Và chất liệu của nó là đồng nha các bác nhá chất liệu là đồng nên là sử dụng cái này là bền tuyệt đối chất lượng rất chi là ok bác nào mà có máy rửa sách tay mà hay bị gãy cái lọc đồng cái lọc nhựa này thì các bác hãy liên hệ với bên cơ sở nhà em sẽ ship code về cho các bác cái lọc bằng đồng này các bác nhé các bác mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bác hãy để lại cho em cái số điện thoại ở ngay dưới video hoặc là các bác có thể là liên hệ với số hotline của bên nhà em là số 0378487818 số mà em có để lại ngay ở dưới tiêu đề số đấy là nhà em sẽ có cả zalo các bác mà muốn mua hàng thì các bác có thể là vào kết bạn zalo để thuận tiện cho cái việc mua hàng nhé giá của cái sản phẩm này thì nó cũng rẻ thôi nó không nó rất chi là vừa túi tiền của mọi người nhưng mà em sẽ không không công bố giá ở trên đây giống như những video khác vì là thường thường những cái dòng sản phẩm này thì giá của nó hay thay đổi theo thời điểm các bác nhá có thể là hôm nay em làm video này nhưng mà một hai năm sau thì video vẫn còn xuất hiện ở trên mạng khi mà cái giá của nó thay đổi thì rất chi là khó để điều chỉnh nên là các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo trực tiếp đến số điện thoại Hoặc là các bác muốn đặt hàng thì các bác cứ để lại cái số điện thoại Thì bên nhà em sẽ gọi điện để tư vấn trực tiếp cho các bác Sản phẩm này rất chi là hữu ích Những bác nào mà có máy rửa sách tay mini gia đình như thế này Thì lên sở hữu một cái dòng sản phẩm này Bên nhà em sẽ ship code cho các bác các bác mà mua thì nhà em sẽ ship cho các bác là từ một cái trở lên là nhà em cũng đã ship rồi Để đảm bảo cho cái nhu cầu của khách hàng một cái là cũng ship các bác nhá. Ship nhiệt tình, tư vấn nhiệt tình và bên nhà em sẽ ship hàng về đến cửa nhà cho các bác luôn qua cái dịch vụ ship hàng qua đường bưu điện các bác nhá. Và đặc biệt là hàng tới là các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Sản phẩm rất chi là ok. Các bác mà quan tâm sản phẩm Quan tâm video thì các bác hãy ấn theo dõi kênh YouTube điện máy Ngọc Mai và đừng quên ấn vào chuông phía bên dưới màn hình góc bên phải của các bác để mỗi khi mà là nhà em làm những cái video thông báo giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới thì nó sẽ thông báo đến các bác để mời các bác vào cùng xem và tham khảo lựa chọn những cái dòng sản phẩm chất lượng ok và giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Sản phẩm rất chi là hữu ích có bác nào mà quan tâm thì liên hệ với bên nhà em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này xin chào toàn thể các bác hẹn gặp lại các bác trong video lần sau